Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là màn hình của Sony XZ1 bị vỡ, nhìn rất là khủng khiếp như thế này. Hiện tại Di Động Cao Cấp .vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng cho điện thoại Sony XZ1 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Nó cũng giống như là màn hình của Sony XZ, thì màn hình Sony XZ1 nó cực kỳ mỏng như này. Khi mà rơi va đập thì chia làm hai trường hợp thay được kính màn hình và trường hợp thứ hai thay trọn bộ màn hình cho Sony XZ1. Tùy theo từng trường hợp sẽ có phương án thay mới nhanh, chính xác từ Di Động Cao Cấp .vn. Có lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Sony XZ1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các bạn. Đối với khách hàng ở xa cũng điều khiển đến với Di Động Cao Cấp .vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi sẽ ship các linh kiện trên điện thoại Sony XZ1 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa, thay mới màn hình Sony XZ1, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ Di Động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại Di Động Cao Cấp .vn.